Hai mọi người, hiện tại Giang đang ở một căn hộ tại dự án Đời Sống Vũng Tàu, cực kỳ là đẹp mọi người nhé. Thiết kế cực kỳ là nhỏ nhưng mà tối ưu diện tích, mọi người di chuyển cùng với Giang nè. Đó, đây là không gian phòng khách, và phòng khách của chúng ta kết nối với cái ban công luôn, mọi người di chuyển theo Giang nè, theo ban công nha. Đây là khu vực ban công kết nối giữa phòng khách và phòng ngủ chính luôn nha mọi người nhé. Rồi, khu vực phòng ngủ chính thiết kế rất là thoáng luôn, mà anh chị ngủ đang chỉ cần mở cửa sổ một cái là mình nhìn thấy biển luôn. Đây là khu vực không gian trang điểm của các cô gái nè, các cô rất là thích cái khu vực này ha. Rồi, mọi người di chuyển cùng với Giang ở đây, thiết kế cho mình một cái hệ thống tủ luôn. Anh chị nào muốn thuê căn hộ tại đây thì sau này đi du lịch Vũng Tàu thì hãy thuê căn hộ tại Đời Sống Vũng Tàu mọi người nhé. Và thuê nhớ liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Rồi, trong căn này là nó cực kỳ là tối ưu luôn. Anh chị nào có gia đình mà có một đứa con á, bố mẹ một đứa con thì mình thuê căn này. Đây là khu vực không gian phòng ngủ nhỏ, đó, mình trải nghiệm cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Rồi, ở đây nó có một cái cửa lùa là di chuyển ở bên ngoài luôn. Đó, khu vực không gian phòng bếp đây nè. Khi mà nấu nướng xong mình sau này mình không cần phải đi ra ngoài để mình mua thủy hải sản ngoài nữa, mà hãy mua thủy hải sản tươi sống, sau đó mình về mình nấu nướng, mình trải nghiệm tại cái phòng nhà bếp ăn này. Đó, mình có luôn cái bàn ba người luôn nha, nguyên với gia đình và đầm ấm ha. Còn khu vực không gian phòng khách này cực kỳ là thoáng luôn mọi người ơi. Quế này mình ngồi mình có thể vừa ngắm biển mình vừa xem tivi được luôn, cực kỳ là tốt. Chưa hết nha, ở đây nó có một cái nhà vệ sinh cực kỳ là xịn sò luôn mọi người. Có nhà vệ sinh này đến từ những thương hiệu Hepler của Đức nè, đó, cực kỳ là mát đẹp đúng không ạ? Ở đây nó có một cái tủ vừa là gương luôn, hai trong một luôn. Ha, mình để những cái vật dụng mỹ phẩm ở đây đó. Rồi, anh chị nào muốn thuê ngay, muốn trải nghiệm sau này anh chị đi Vũng Tàu hãy lựa chọn dự án Đời Sống Vũng Tàu mọi người nhé. Sắp bàn giao rồi, cuối năm nay hoặc là quý 1 2022 sẽ bàn giao, và hiện tại Giang đang cho thuê cái căn như vậy. Và cái căn này view biển mọi người nhé, sau đây Giang sẽ dùng flycam bay lên cho mọi người thấy cái view biển cực kỳ là đẹp đối với căn hộ này. Rồi, mình cùng bay lên nào.